Rồi cố lên chị nhá, cố lên, cố lên, anh chị cảm thấy rồi, cố lên chị, cố lên, trời ơi, cố lên cho thầy nhớ nha, phải làm cho đẹp nha, thầy cho, thầy cho tụi em hai tụi em đi thực hành nha, thầy cố gắng lên hả, cố lên coi, cố lên cô, cố lên, cố lên cô ơi. Perfect. 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 Rồi đẹp rồi, không có nữa. Em về đây cho thầy. Dạ. Rồi đẹp rồi đó, rồi đẹp rồi đó. Very good. Rồi đi về ha. Mai đi sớm nha. Rồi, cô lại cố gắng lên đây em ơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, nhớ chuối móng nha, nhớ chuối móng là nó chảy nha. Nhớ chuối móng lên, thầy coi nè. Rồi đẹp đó, ông rồi quá đẹp. Very good. Giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Giỏi quá. Rồi. Đúng rồi. Rồi, làm như thế nào nữa? Rồi được rồi đó, đẹp rồi đó, rồi đó, vô rồi đó, rồi thấy không? Vô hai tụi em vô rồi đó. À, thầy để cái mẫu nha. Cố gắng lên ha. Cố gắng lên nha thầy. Cố gắng lên ha. Rồi. Bỏ lên. Rồi từ từ rồi lôi xuống, từ lôi xuống, từ giữa giữa nhiều luôn rồi, nhanh cái chỗ đó. Đúng rồi, thấy chưa? Hiểu chưa? Rồi nhẹ nhẹ thôi. Em chúi móng xuống là nó không chảy. Nhẹ nhẹ thôi, em đừng đập mạnh quá nó bể bột hết, hiểu không? Rồi. Đúng rồi, làm đi, tiếp tục. Từ 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 thôi nha, đừng đập mạnh quá. Đúng rồi. Chúi móng xuống em, chúi móng xuống là nó không có chảy, nghe lời thầy, chúi móng xuống. Chúi móng xuống cho thầy. À đúng rồi đó, các em bắt đầu có sự kiến tiến rồi đó, 1 2 3 xuống tờ giấy. Này thấy thầy đọc cái thi cho này, 1 2 3 xuống tờ giấy này, thấy chưa? 1 2 3 xuống tờ giấy, nhìn nó đi nha, 1 2 3 xuống tờ giấy, nhớ chưa? Xuống tờ giấy cho thầy. Rồi. Rồi lấy nước. Đó, rồi cô kéo quá đẹp rồi, bây giờ cô kéo đẹp rồi đó. Very good cô. Đẹp quá. Cô giỏi quá. Very good cô. Thầy phải đi theo lý thuyết nha. Con theo lý thuyết là thầy bó tay thôi. Đẹp quá, trời ơi, kéo vào một cái là đẹp rồi này. Quá đẹp. Đẹp rồi đó. Very good. Rồi ha, đắp đẹp rồi là coi như ngưng nha, không có làm nữa. Đi uống nước, uống đồ cho thoải mái hay không? Chứ đắp nữa, chập nữa là tẩu hỏa luôn á. Cái đẹp rồi là đừng có đắp nữa, thầy Thủy Văn xin luôn. Em hả? Em cái này mới được 5 điểm mà. Thầy có cái mệt đúng không? Mệt đúng không? Ok, muốn về sớm không? Ok, đắp, bây giờ bị như vậy phải sửa cho thầy, bỏ thêm một shipping vô. Sửa shipping cho thầy đẹp rồi đó, nhưng phải sửa tiếp shipping lại, hiểu không? À, mấy cái này đẹp rồi này ha, phải sửa thêm shipping lên cho thầy. Rồi làm lại cho thầy đi. Cố lên cơ bản ha, mới 2 ngày là có cơ bản mới 2 ngày là có được 45% là kéo được ông đi rồi nha. Nhớ nha, em về dưới kia là em phải hãnh diện, phải noi gương nha, cho mình chúng dưới đó mà mình kéo sao mà vô mà không thành ôm đây là mệt đó nha. Để kiểm tra chưa? Cái chỗ này đã mỏng. Thầy coi là của em đâu? Của em đâu? Cái chỗ này u lên. Em lên bàn thầy ngồi đi. Em lên bàn thầy ngồi. Trắng này lên bàn thầy ngồi đi ha. Rồi. Em được rồi đó, hai em về đi ha. Em này về đi ha. Em kia đẹp rồi này, em kia giờ kéo đẹp rồi đó. Thấy không? Phải ướt nha, càng ướt thì sao? Càng ướt càng đẹp, đúng rồi, hợp lý lắm. Càng ướt thì nó sẽ càng đẹp nha. Em thấy không? Của em đâu rồi? Của em đâu rồi? Nó giờ kéo đâu? Của em hả? Đẹp rồi đó. Từ từ được rồi đó, thấy không? Rồi. Cố gắng nha, mỏng mỏng đẹp nha, phải cố gắng lên cô, kéo gì nhiều lên cô nha cô. Kéo lên nhiều cho con. Wow, so beautiful now you see. Cô giỏi quá. Cô vừa giỏi vừa dễ thương. Dễ thương quá cô. Cô có cảm nghĩ gì khi mà dạy cho bạn Michael Tèo Tèo? Cô có thể chia sẻ cho mọi người được không? Cô có thể chia sẻ mọi người khi dạy cái Michael Tèo Tèo?
bạn mà cô Tèo Tèo là bạn này rất là hiền nhất trong lớp. Em này không nói gì hết, tại em này biết rất là ít. Bạn này rất là ít nói cho mọi người. Bạn này rất là ít nói. Bạn này ngồi đắp từ hôm qua giờ là bạn lập kỷ lục là bạn đắp gần cả ba bịch chip rồi đó. Bạn ngồi bạn đắp thôi, ai nói gì đó bạn đắp thôi. Đấy, được chứ cô? Ít lại nó thêm xíu nữa, bây giờ cô bỏ lên đi, con chỉ cho kéo này, cô lấy lên đi. Cô lấy lên đi ha, lấy lên cho con đi. Không biết tại sao đúng không? Cô là bây giờ cô làm thành núi được luôn rồi đó ha. Rồi bỏ lên cho con đi, bỏ lên. Rồi mấy bạn này kéo qua đẹp này, rồi em kéo đẹp rồi đó, very good. Cô bỏ lên. Nó ướt rồi, cứ như vậy không có được, cô lấy ra lại, cô lấy cho con. Lấy sao đừng cho nó ướt, đừng nó bị nha. Cái nước cô thay cho con đi, nước này không có được, bỏ nước cho con đi, thay nước khác đi. Rồi cô về cô mua cho con cái hũ khác, đừng có xài cái hũ gì nữa. Con chia sẻ luôn, cái hũ của cô có thấy nó bị dính bột đâu không? Nó nhão 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 đúng không? Khỏi cô. Nó bị nhão không? Đừng cho nó bị nhiều quá. Rồi, bữa anh cũng biết tịch chiêu cái rắp ráp vô nữa ha. Rồi cũng biết tịch chiêu nữa ha. Em chúi móng xuống em. Chúi móng xuống. Rồi cú xuống em, cú xuống. Đúng rồi, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Rồi, very đẹp. Rồi, nhẹ thôi. Giỏi quá. Nhẹ thôi, very good. Wow, đẹp quá, thấy không? Cú chịu móng vô, đúng rồi đó. Rồi, hiểu thầy chưa? Rồi, giỏi quá. Đó, vừa đẹp trai ha, vừa làm đẹp nữa. Không ai chịu nổi. Ông này sau này có tương lai rồi. Rồi, cố gắng lên nha mọi người, cố gắng lên ha, cố gắng lên. Thầy coi nè, quá đẹp. Em làm được rồi, đừng có làm nữa thiệt, đừng có làm nữa. Nghe lời thầy thì nghĩ cho thầy đâu, nghĩ cho thầy đi, được rồi, làm đẹp quá rồi. Em làm đẹp quá rồi, em cứ ngồi làm hoài à. Cô làm được là cô nghĩ cho cô. Để mai cô còn dưỡng sức, ngày mai cô còn làm cái khác nữa, hiểu không? Hả? Cái cô ngồi có đắp đâu mà từ sáng tới chiều không? Ít ít lại thêm, ít lại thôi. Cho thầy coi. Cho thầy coi. Em nhớ nhờ follow lý thuyết nha, nhớ chưa? Đi xuống cho thầy, kéo xuống hết cho thầy luôn. Kéo hết xuống cho thầy. Kéo xuống. Mình xí, em phải kéo xuống cho hết. Em phải kéo xuống hết luôn, em đừng có thả cái tay ra, em phải kéo xuống hết luôn. Hết luôn, đúng rồi, đó, như vậy đó, đúng rồi, đó, thấy nó khác chưa? Đẹp thấy chưa? Đó, đúng rồi. Kéo xuống hết luôn, mạnh lên. Để đừng có nhấp, để kéo xuống này, kéo như này. Kéo xuống hết luôn, đó thấy chưa? Đó, kéo vậy đó. Đúng rồi, bên kia cũng vậy. Thấy không? Kéo xuống hết chứ không có nhấp, kéo xuống hết, rà xuống hết luôn. Đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi, làm lại cho thầy. Coi, thầy coi nè. Đó, được rồi đó, nhưng em phải đắp trên này cho nó thêm xí nữa, nó còn xí nữa nha. Em tạt cái ông rồi em ra mỏng đẹp rồi đó, nhưng mà thêm xí nữa. Thêm xí nữa cho thầy. Đó, được rồi đó, rồi được rồi, em làm được rồi đó. Rồi, được rồi đó, rồi bây giờ giấy lao đi nghỉ được rồi đó. Ha, bây giờ ví dụ có một hai ngón nó bị đúng không? Này thầy chỉ cho cách sửa này nha. Nó thiếu một xí này, bỏ một xí này xí cho thầy, hiểu chưa? Rồi bây giờ khác thấy không? Hả? Rồi em nhìn qua cái quá khứ của em này, đem cái quá khứ của em qua đây này, quá khứ của em này, thấy không? Em thấy cái quá khứ của em không? Cái quá khứ của em này, giờ em nhìn cái tương lai này. Đúng rồi, rồi và cho nó điều nữa, thấy không? Em thấy cái quá khứ không, cái tương lai cái nó đẹp không? Cái quá khứ của em thấy chưa? Cái quá khứ của em là nó ra những chiếc răng khểnh này, thấy không? Rồi nhớ chưa? Nhớ là đừng có giục mọi người, nhớ nha. Nhớ rồi, mọi người cố gắng lên ha. Hai thầy là chịu quay quá ha. Hai thầy mình có lớp ở Cali không anh? Có nha Thảo Nguyễn. Lớp kế tiếp tiếp theo là tháng 4 nha, ở Westminster là lớp nâng cao nha. Còn đây là lớp cơ bản cho 5 ngày. Đó, thì hôm nay là ngày thứ hai. Thì trong này thì gần được 50% là kéo ông đi được rồi. Còn 50% còn lại là đang cố gắng rất là nhiều. Đó, hy vọng là tối này nữa là cái ông đây được. Đó, cái ông đây là cái hơi khó nhất. Đó. Hồi nãy anh chị em sang bài đó. Rồi, cố lên cô ha. Cố lên. Rồi đẹp đó. Trời đẹp quá. Thấy không? Very good. Bây giờ em kéo xong rồi, em mới ngồi em suy ngẫm, hiểu không? Em từ từ em thấy không? Bây giờ em nhìn cái ông đây em nó sắc sảo không? Nó ra quá đẹp luôn, thấy không? Phải từ 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 được rồi đó. Rồi. Đây này ha. Biết người này không? Ta không biết thôi, thầy là chịu quay quá, không phải người này. Rồi. Cố gắng rồi, em sửa xong chưa? Sửa chưa? Rồi, sửa xong đẹp rồi này, thấy chưa? Đó, đẹp hết rồi đó. Thấy không? Em làm đẹp rồi đó, em thấy không? Khi mà em làm có thể là nhiều cái nó bị, một hai ngón nó bị, nhưng mà em phải sửa, hiểu không? Phải sửa cho thầy nha. Đó, em là giống như bảy sự vui, ba sự buồn, thấy đau khổ quá ha. Phải cười cười cho thầy ha.
Rồi phải nộp bài cho thầy nha. Ờ, thầy không đi thầy cho tấp 10 cái các em mới nhớ nha. Thầy đã nói là làm xong phải nhìn tờ giấy. Em kéo gần 20 cái rồi mà thầy chưa thấy giấy của em chưa ướt nữa. Em thấy cái giấy của em đắp đắp mà gần hết cái chưa có ướt nữa. Mà phải ướt, đúng là phải ướt mới đẹp nha. Đúng rồi, phải ướt mới đẹp nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Kéo ra, kéo ra. Đúng rồi. Thẳng xuống, nhanh tay kéo thẳng xuống, đừng có kéo vô. Rồi ha, bây giờ nghỉ đi, nghỉ được rồi, nghỉ được rồi trời ơi. Hết giờ rồi, đúng rồi, hết giờ rồi đó. Là, ừ. 10 giờ tới 5 giờ mà 9 giờ bây giờ 9 giờ tới 5 giờ 5 mày đó thì nghỉ được ha, mấy em nghỉ được rồi đó. Rồi, em nghỉ được rồi nè ha. À, hai em kia đậu ha, hai em kia trên đây được rồi. Em kia lui được luôn rồi. Được được rồi đó, về được rồi, em kia được luôn rồi á. Rồi, em này vuốt tem xin nó về nha. Còn em này nữa là về được luôn rồi. Em nữa rồi. Em ngồi bây giờ đắp cho thầy 5 cái đẹp nữa giờ là em được về nha. Cố gắng lên nè ha. Hả? Không có thầy cô nào bắt em làm hoài đúng không? Phải làm cho được cho thầy nha. Don't worry. I told you, today you cannot do it. Tomorrow you cannot do it. But the third day is a lucky day, you know. Maybe you can do everything, you know. Yeah. Don't worry about it. So. Rồi, cố gắng lên nè, em gần được rồi đó. Cố gắng lên nha. Đây thầy coi. Rồi, được rồi, gần được rồi đó. Rồi, thêm xí nha, thêm xí là thầy muốn cho nó đẹp thêm xí nữa. Được rồi đó. Very good. Đó, mỏng đẹp rồi. Rồi. Xong rồi nhớ chụp hình lại nha mọi người. Nhớ chụp hình lại nha. Chụp hình nộp cho bài nha. Nhớ mang tên chụp hình cho thầy nha. Các em phải chụp hình lại để túi về thầy mở lên thầy coi rồi thầy giúp cho các em thêm nữa đúng không? Dục hả? Dục ở đâu rồi? Dục rác rồi hả? Nó bỏ lại mở chụp hình cho thầy. Xếp lại. Nè xếp. Xếp ra như thế này chụp hình lại cho thầy nha. À. Rồi mời bà và các bạn vỗ tay cho bạn Michael Tết Tèo nha. Đây chụp hình lại cho thầy nha. Đây bỏ xếp lại như thế này rồi mình sẽ thấy được là cái chỗ nào ông bị lỗi không. Cái chỗ này còn hơi lạc thấy không. Đó là mình sẽ thấy được tất cả hay không. Chụp hình lại hết cho thầy. Rồi lấy tên ra, lấy bản tên ra. Lấy bản tên ra. Chị cố gắng nha. À, cố gắng lên. Bỏ tên vô, lấy cái bản tên đâu rồi. Đây thầy chỉ cho, rồi bỏ lên chụp trên nút, chụp bỏ lên nút cho thầy. Đúng rồi. Rồi ha, đó mình túi về mình coi thử cái lỗi của mình ở đâu ha. Để gần là tự nhiên mình thấy lỗi của mình hết rồi, hai ngón này chưa được nè ha. Là nó còn thiếu nha. Em làm trên tiệm á, đối trên tiệm là đối với khách là ok rồi nhưng mà đối với thầy là chưa được, hiểu không? Phải đẹp hơn nữa ha. Rồi. Rồi. Ok rồi em. Anh bye bye mọi người nha. Thì hy vọng tháng 4 tới có lớp ở bên Westminster, rồi lớp Dallas là tháng 5 và lớp Orlando là gần tháng 6 nha. And lớp tháng 4 là ở bên Sacramento. Đó, các bạn nhớ đăng ký nha và hy vọng sẽ mỗi cái lớp như thế này sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Đó, và đây là ở đây thì nó có một cái là thuận tiện cho các bạn ở Cali, thì lớp ở Cali có một cái là chỉ nhận limit, thì lớp này lớp cơ bản. À, thì cũng được gần 8, gần được 17 học sinh. Đó, thực ra là 15 thôi nhưng mà lớp này nó dư là 2 người. Đó, nhưng mà con cái là học sinh học rất là giỏi. Đó, khi các bạn học ở đây thì các bạn cũng rất là được nhiều cái là đáp ứng đầy đủ cái supply này kia. Cho các bạn cũng rất là thích ha. Đó. Rồi bây giờ nữa thì Alex sẽ tạm biệt mọi người tại đây nha. Rồi có gì các bạn mua đồ các bạn có thể tới ghé đây và mua rất là nhiều cái thương hiệu ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ là sẽ đi vô. Đó. Rồi. Có lớp ở Cali không em? Thảo Nguyễn nha, nhớ đăng ký nha. Rồi. Bây giờ các bạn nhớ nha, bây giờ một hai bạn nó đắp thêm cỡ 10 phút nữa thì cho nghỉ nha. Rồi bạn nào mà đạt được rồi, bây giờ về túi này ngủ ngon nữa nha, hết bị áp lực rồi đó. Hôm nay là cái môn này là khó nhất của các bạn cơ bản nha. Ngày mai nữa là mình lên mình sẽ học giữa xếp và mình sẽ đắp lên ngón tay nha. Các bạn nhớ nha. Rồi. Rồi, có chị đi phải không? Rồi, chụp hình cho thầy đã, thầy nói cho nghe. Chụp hình đi. Đó, chị nhìn cái quá khứ của chị đây nè. Cái quá khứ đâu? Phải lấy cái quá khứ ra rồi mình mới thấy được là... Biết. Là quá khứ đây nè. Phải lấy cái quá khứ ra cho các bạn trên mạng thấy luôn nè. Thấy không? Không có sao hết này. Quá khứ này chị thấy không? Rồi chị nhìn lại này. Cái gì nó cũng phải cần cái thời gian, hiểu không? Đó, bắt đầu chị mới làm quen được, thấy không? Lấy cái quá khứ của chị ra cho thầy coi này. Nói cái quá khứ của bạn, thấy cái quá khứ của bạn này không?
Rồi bây giờ các bạn thấy không, từ từ bắt đầu các bạn mới attach vô được cái ombre này, thấy không? Đó, cái gì nó cũng phải cần cái thời gian hết, các bạn thấy không? Học trong vòng cỡ 2 ngày, hôm nay là học mấy hôm nay ngày hôm nay đúng không? Mấy hôm nay các bạn thấy không là người ta đã vuốt được cái ombre rồi. Cái quan trọng á, cái quan trọng không phải là lâu hay mới. Cái quan trọng là các bạn tìm đúng được chỗ phương pháp mình học, và tìm đúng có nghĩa là tìm đúng được người thầy người cô mà hướng dẫn các bạn đó, thì anh lại hy vọng các bạn sẽ làm rất là giỏi. Thì anh lại hy vọng sau này những bạn mà không ở xa nữa, không có tham tới nữa, thì có thể coi những cái livestream như thế này thì sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều hơn. Là khi các bạn tới lớp á, thì con cái là thầy cô có tham hơn và có thể giúp các bạn cái được hơn. Rồi bây giờ anh lại sẽ tạm biệt mọi người nha, and bye bye mọi người, thank you. Rồi bạn nào nhớ đăng ký lớp, nhớ gọi vào liền nha, and bye bye mọi người nha. Bye thầy.